Mình chào các bạn trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách bón cái phân chuồng quế này cho những cái cây cảnh ở trong chậu. Phân chuồng quế là một trong những loại phân hữu cơ khá là tốt và dễ kiếm hiện nay nhé các bạn nhé. Chúng ta có thể mua ở bất cả cửa hàng hoa cây cảnh nào hoặc mua trên Shopee với giá khoảng 5-6 ngàn trên 1 kg. Ví dụ như là cái bao này 5 kg thì nó rơi vào tầm trên dưới 30.000, đấy là giá bán lẻ nhé các bạn nhé. Phân chuồng quế thì được sản xuất từ những con run quế sản xuất rất là hiện đại. Hiện nay thì được đóng bịch như thế này, có rất là nhiều công ty đã và đang sản xuất cái phân chuồng quế này các bạn nhé. Các bạn có thể mua Bắc Trung Nam đều có, hoặc mua trên Shopee thì các bạn rất là tốt các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách bón ở trên cái cây sim nhà mình như này ở trong cái chậu. Đầu tiên ở những cái mặt chậu này, chúng ta sẽ dùng một cái thuổng, chúng ta xới đất lên kiểu như là các bác ở quê hay đi xới lạc, xới đỗ, xới ngô, xới khoai ấy. Chúng ta xới lên cho nó tơi đất lên đấy, các bác cứ xới vòng quanh lên cho đất nó tơi lên, xới càng sâu càng tốt nhé các bác nhé. Đấy, cứ đảo một vòng quanh cái chậu này là ok. Tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành bón phân. Đây là cái bao phân chuồn quế nha các bạn nhé. Bao này 5 kg thì mình mua 30.000, mua là bao lẻ ở cái cửa hàng vật tư ở ngoài đường ấy. Đấy, đây mình sẽ quay lại gần cho các bạn xem cái phân chuồn quế nó như thế nào. Đấy, có rất là nhiều đơn vị sản xuất ra cái phân chuồn quế này nha các bạn nhé. Đấy, phân chuồn quế này nó đặc biệt là bón cho cây là nó không gây sót cho rễ. Chúng ta có thể trộn với giá thể với tỷ lệ là 3:7, 3 phân chuồn quế 7 đất, hoặc là 3 phân chuồn quế 3 đất và 4 chấu vân vân. Chúng ta sẽ trộn theo cái giá thể mà để trồng cây rất là tốt nha các bạn nhé. Đấy, sau khi đổ là chúng ta sẽ lấy cái cuốc hay là cái xẻng, chúng ta sẽ san đều ra, san đều trộn đều với đất ở cái phía mà chúng ta vừa mới xới đất lên ấy. Đấy, bón thì các bạn sẽ bón khoảng độ, ví dụ như chậu nhỏ thì các bạn bón từ 300-500 g, còn chậu lớn như thế này mình có thể bón tầm 1-2 kg trên cái chậu này, thoải mái nha các bạn nhé. Cái chậu này nó lớn lắm, chậu này hàng khối đất cơ. Đấy, với những cái cây sim này mình bón phân để cải tạo đất, để cho đất nó tơi xốp thì cái rễ cây sim nó phát triển mạnh thì cây nó mới khỏe được các bạn ạ. Đấy, các bạn xới đều lên với đất để cho cái đất nó được đều với phân để rễ nó có thể ăn ra. Đấy, những cái cây cảnh mà các bạn trồng, đặc biệt là những cái cây hoa hồng ấy, rất là tốt nhé. Xin cảm ơn các bác đã ghé thăm video mà em vừa mới hướng dẫn các bác cái cách bón phân chuồn quế lên cái cây hoa sim của em. Thì với các loại hoa cây cảnh khác, kể cả hoa hồng này, rồi hoa thực dược này, hoa mua này, rồi hoa mẫu đơn này, tất cả các loại hoa cây cảnh trong vườn các bác đều bón như thế cho em nhé. Rất là hiệu quả đấy các bác ạ, và an toàn cho cây. Xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo. Các bác hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà để nhấn thích video, để lại comment để anh em cùng giao lưu nha các bác nhé. Xin chào các bác.